Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Quốc Thành Nam Ca. Và cái màn hình flash của tướng mới, cái con Solai đã có mặt trên server chính thức rồi các bạn. Và nhìn đúng là ghiền các bạn ha, nhìn rất đẹp. Rồi, và hôm nay thì nhân việc cái con tướng Solai này đã có mặt trên server chính thì mình sẽ bàn luận về em này một xí nha các bạn. Đầu tiên thì mình sẽ nói lại một lần nữa tổng quan về cái con tướng Solai, tướng thức tỉnh mới của hệ rừng. Đây là một tướng thuộc lớp tướng trí tuệ, tức là tướng mà sẽ gây sát thương phép. Và vai trò nó là vai trò là tướng hỗ trợ, nhánh cây là nhánh hỗ trợ nha các bạn. Các bạn biết game AFK Arena thì lớp tướng hỗ trợ là một trong những lớp tướng mà đa dụng nhất, được sử dụng nhiều nhất trong game luôn ha các bạn. Và vai trò chính của Solai là trị liệu. Tuy nhiên với cái kỹ năng của tướng thức tỉnh này thì nó có khả năng gây thêm sát thương và boost sát thương cho đồng minh rất tốt các bạn. Vậy thì cái vị thế của cái con tướng Solai này trong lớp tướng của chúng ta như thế nào, và đặc biệt là trong cái vai trò của mình trong những con tướng thức tỉnh của chúng ta, là bao gồm cả Phượng này, con Aegis, con Ten, con Sư, và bây giờ là tới Solai, thì vai trò của vị tướng này sẽ như thế nào trong những con tướng đó, và chúng ta có nên lên con này, ưu tiên lên con này đầu tiên không các bạn, thì mình sẽ nói trong video ngày hôm nay nha. Đầu tiên thì chúng ta rất là vui mừng bởi vì cái con Solai này nó nằm trong cái nhánh cây, thuộc về nhánh cây hỗ trợ các bạn. Các bạn biết nhánh cây hỗ trợ là một nhánh cây rất đa dụng với rất là nhiều con được dùng rất là nhiều. Tiêu biểu ở đây là chúng ta có song sinh này, có Aegis, có Motas, có con Helios, có con Maylin. Rồi chúng ta có Siulat, chúng ta có Ren, chúng ta có Rowan, chúng ta có Hầu, chúng ta có Numisu, và chúng ta có cả con Desira, những con tướng mà được dùng rất nhiều, cả Ata nữa các bạn. Thì thêm con Solai nữa thì chắc chắn là vị tướng này, cái độ đa dụng của nó với lại cái tần suất phổ biến của nó cũng sẽ rất là nhiều, tương tự như những con tướng sụp bộ khác. Như vậy nếu mà các bạn lên sớm cái con tướng Solai thức tỉnh thì một điều chắc chắn rằng đó là các bạn sẽ có một con tướng rất là đa dụng mà dùng được rất nhiều trong mục đích, từ đánh boss này, đi map, đi tháp, hoặc là đi abet, đi luôn cả kể cả kỹ nứt thời gian, rồi các bạn đi đấu trường săn đuổi rồi các bạn cũng dùng. Nói chung là độ đa dụng của cái con tướng mới Solai này chắc chắn sẽ không hề thấp nha các bạn. Rồi cái thứ hai đó là qua cái bộ kỹ năng của vị tướng này, mình cũng đã có một cái video miêu tả chi tiết bộ kỹ năng rồi. Rồi và các bạn có thể thấy thì con Solai này nó giống như là một cái bình máu, một cái bể máu di động bơm máu rất là kinh khủng các bạn. Và ngồi khả năng bơm máu thì nó còn khả năng gây sát thương rất là tốt nữa. Do đó nếu mà các bạn lên con này thì ngồi vai trò là một support thì các bạn còn có một cái support là vừa hồi máu này, vừa boost dam và vừa gây dam nữa các bạn. Và cái lời khuyên của mình thì nếu bạn nào mà đang lên dở một cái con tướng thức tỉnh nào đó rồi, tức là các bạn đã lên bậc đỏ hoặc bậc nào đó các bạn, bạn đã lên được bậc rồi thì tốt nhất thì các bạn nên lên xong cái con tướng đó rồi tiếp tục các bạn sẽ chuyển hướng sang Solai nha. Tại vì cơ bản để sở hữu một cái con tướng thức tỉnh bậc A thì khá là khó khăn. Do đó thì các bạn nên lên full luôn các bạn. Các bạn lên full này xong đó chúng ta mới chuyển. Vị tướng này chắc chắn với các bạn là PvP cũng có mặt, đi boss cũng có mặt, và cả đi map, đi tháp gì cũng dùng nha các bạn. Đi đâu cũng dùng, độ đa dụng của tướng support thì miễn bàn. Với một con support vừa mạnh vừa hồi máu kinh khủng như Solai này thì độ đa dụng nó sẽ là rất cao. Do đó nếu mà các bạn quyết định lên cái con này thì hoàn toàn chính xác và không có gì là sai lầm nha các bạn. Rồi mình cảm thấy cái hình nền đầu game nó đẹp hơn so với cái hình này các bạn. Rồi và nếu mà các bạn lên con này thì chúng ta lên như thế nào? Ok, vẫn là lời khuyên cũ của mình ha. Tướng thức tỉnh đã phát huy hết sức mạnh của nó thì các bạn lên luôn cho mình E90. Được thì các bạn ấn 100. Ấn 100 thì nói chung là đại gia mới lên nữa, các bạn chúng ta lên E80 là được rồi. Sau đó thì chúng ta sẽ full nội thất độc quyền và full seed, nếu mà có điều kiện thì các bạn lên luôn seed 40. Rồi để mình sẽ dự đoán một số cái vai trò của con tướng Solai. Nếu mà cái con tướng Solai của mình các bạn thì ở đây là một con tướng support, nó có boost dam và hồi máu, thì một trong những cái con tướng mà các bạn thấy cái vai trò nó cũng là hồi máu với lại boost dam mà các bạn thường thấy và được dùng rất là nhiều, đó là con Siulat. Thì cái vai trò của con tướng thức tỉnh của chúng ta thì nó cũng tương tự như Siulat các bạn, nó vừa boost dam mà nó vừa hồi máu rất là tốt, thậm chí hồi máu còn vượt trội hơn cái con Siulat rất là nhiều. Các bạn thấy như cái con Siulat này cái khả năng boost dam với khả năng hồi máu nó không bằng mà độ đa dụng nó rất cao rồi.
nên chắc chắn cái con Solai của chúng ta sẽ được dùng rất là nhiều nha các bạn. Rồi, và bên lề một xíu các bạn, sau khi ra tướng thức tỉnh thì chắc chắn là chúng ta sẽ có một cái hành trình kỳ quan lên liên quan tới cái con tướng thức tỉnh các bạn. Đó là sẽ có một hành trình kỳ quan mới. Tuy nhiên những cái hành trình kỳ quan mà liên quan tới tướng thức tỉnh á, thì thông thường nó sẽ là rất là đơn giản, không có khó. Chủ yếu là nó sẽ giới thiệu cái cốt truyện tại sao cái con tướng này thức tỉnh. Nó sẽ giới thiệu cho chúng ta sức mạnh thức tỉnh mới của tướng. Và cái nó sẽ có một cái đâu đó sẽ có một cái con boss hay cái gì đó các bạn. Cái kiểu là nó sẽ thể hiện sức mạnh của Solai. Cơ bản thì một phần là nó giới thiệu tướng, cái phần thứ hai đó là nó cho thấy sức mạnh của con tướng này, thứ ba đó là nó cho thấy cái lý do mà để những người chơi có điều kiện, các mập cá voi các bạn sẽ xuống tiền đầu tư và sở hữu sớm cái em Solai này sớm, kiểu vậy nha các bạn. Cơ bản thì ra tướng mới thì dạo gần đây mình thấy Lilith nó hay ra theo cái kiểu logic như vậy á, họ sẽ sâu cái con tướng đó nó có vị thế gì, sức mạnh gì, và khi sở hữu các bạn sẽ chiếm được cái ưu thế gì, và sau đó thì sẽ khiến cho người chơi quyết định đầu tư và sở hữu sớm các bạn. Chân đi không chạm đất luôn, rất đẹp. Rồi ok, trong video ngày hôm sau các bạn thì mình sẽ test xem cái team của con Kalen, con tướng hệ sát mà lúc mới ra mình đã thấy nó cực kỳ mạnh, và mình hiện tại thì mình đã lên được gần full nội thất độc quyền. Hiện tại thì Sid cũng đã 30 và trang bị thì có một món T4 rồi các bạn, nên mình sẽ làm video một số đội hình đi chung với con này, thử đi PvP hoặc là thử đi map đi tháp xem sao nha các bạn. Mình sẽ làm về con này. Rồi, và ngoài ra thì theo yêu cầu của một số bạn trên kênh thì tiếp theo thì mình sẽ làm tiếp về hệ rừng, hệ sát cùng với các hệ còn lại. Ngoài ra thì mình cũng sẽ làm cho các bạn xem một cái team siêu khống chế làm cho cái địch mà không gây được một đêm nào luôn nha các bạn. Rồi, và hiện tại thì mình xin phép được kết thúc video tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn tại các video lần sau. Xin chào tạm biệt.